Đây. Còn new family này. Những cái này mình dựng dựng bằng gì? Direct model luôn. Đấy nhá. Ok. Nhưng mà đây ví dụ như là cái vệ sinh này mình muốn đây, chia ra. Bếp lên này. Mấy ngăn? Mỗi bên 2 ngăn đi. Đúng không? Làm một cái mô đun thôi, đã làm một cái thôi, một cái xong rồi cóp ra mô đun thì cái đầu tiên thì nó lại là nó phải che ở đầu cạnh này đúng không, còn cái cuối cùng thì nó phải là kín cả hai mặt thì đấy nó nha, sẽ ẩn hiện đấy nha, thì mình phải làm cái ẩn hiện cái đấy thôi, nhưng cái đấy thì hơi mất thời gian đấy nha, thì thôi tôi vẽ thẳng luôn rồi đây đấy nha, ví dụ như là mô đun 4 hay mô đun 3 đấy nha, tạm thời cho các bạn đấy á, đấy nha, còn tham biến thì dựng theo kiểu kia thì mình để sau, không dựng kia mình dựng từng cái một mất thời gian lắm đấy nha. À, đi rồi qua này, hai bạn kia chưa được học family nên này nha, là hôm nay ngồi nghe nó sẽ EQ đi đấy nha. À, đây đây đúng không, khoảng này thì thường nó rơi vào khoảng bao nhiêu, 1m4, khoảng bề rộng thằng này nó rơi tầm khoảng bao nhiêu, 750, sẽ vẽ giống như bản này, đây nó cũng mặt bằng này, đây đó, à, có đâu đây, đây đúng không? Này dày ba ba phân rồi, thế nó chỉ có tấm tấm 12, 12 là chuyên dụng nhất. Tấm 18 đắt, đắt lắm ấy, cái này đắt lắm ấy. Đấy nha. Thì ở đây như thế này. Có ô 1 mét, đấy nha. Đó, không thành vấn đề, đấy nha. Chúng ta tính ra sẽ chia đều. Thì chúng ta không chia như thế này, đúng không? Ừ, anh chia 1 mét đều. Tất cả đây cái này là sát tường rồi đúng không? Đấy, còn cái này bên này cũng là sát tường rồi. Nhưng đây là với mô đun sát tường thì mình dùng như này thôi, thường thì những cái module này thì mình cũng để dựng một phát đường ngay cũng được, được chưa? Còn nếu mà mình dùng có sẵn ấy, thì mình ẩn hiện rất khó, vì ở chỗ này sau này ví dụ như là chỗ này nó lại không có vách, mình bắt buộc phải có vách đầu chẳng hạn, đúng không? Không sát tường ẩn hiện chỗ này cũng thế, hoặc chỗ này cuối này vẫn phải có vách, đúng không? Mà mình làm theo module như thế kia thì cũng rất mất nhiều thời gian, được chưa? Đấy. Và cái module đấy là chỉ có mình sử dụng được thôi, bởi vì mình hiểu được nó ẩn hiện thế nào. Nhưng còn bình thường này thì mình có thể là xây dựng fix tại chỗ cũng được, không sao đúng không? Này này, 30 thì đầu tiên là tôi vẽ clip, tôi phải về mặt mặt đứng trước, và tôi vẽ cái chân này nó cao lên nó phải được bao nhiêu, 25 không? Đây tôi cho bản kép đây nha, để ý bản này luôn được nha, cao lên 100 á, 100 hơi thấp, chỗ này không ai để 100 cả, chỗ này ít nhất là 150 được chưa? Cái chân này này, vì cái chân tôi mua nó đã 150 rồi thế mà lắp 100 thì lắp được gì đúng không? Sai cái thiết bị, nếu mà để soi bản này thì bản này vẫn sai đúng không? Đấy, 150 đây là cái chân rồi, ok. Và bây giờ mình tiếp tục mình vẽ đây, mình vẽ đây đầu tiên là mình vẽ bo xung quanh, ví dụ mình vẽ như này thì là nhìn trên mặt bằng ở đây, đây cái hai đầu này là không có vách đúng không, chỉ có vách ở giữa thôi đúng không, không có vách ở cuối, chỉ có vách ở đầu thôi đúng chưa? Thì bây giờ mình vẽ như này, này dùng lệnh ấy chút đây vào quýt này, ấy chút này đấy chưa? Nếu mà các bạn vẽ đây là các bạn vẽ, nếu mà như trước tôi bảo các bạn vẽ ví dụ như vẽ vào chính giữa này, hoặc các bạn offset ra mỗi bên là 6 chẳng hạn
Để đây. Sáu này. Để ngược lại này. Thì thành bao nhiêu? 12. Đúng không? Cái chỗ này không có, vẽ này. Đó, vẽ ngược lại thành bao nhiêu? Nhỏ quá nhỉ? À, có nha, có thì có được nữa nha. Mình vẽ nhẹ đi, nhưng mà đầu tiên mình chúng ta phải nhớ là đây đi làm sao khóa với cái gì 66 này, khóa lại EQ lại được chưa. Mình chỉ cần EQ lại thôi, để tỷ lệ 1/10 này, hoặc để tỷ lệ 1:1 vẽ nó thích nha. 5 thì sau này mình thay đổi thông số là nó chạy theo chia giữa này đúng không. Và chỗ này chúng ta phải làm sao chia cửa cho nó, rồi chỗ này phải làm sao phải kín rồi mà online này làm sao khóa lại, chỗ này chúng ta phải làm sao EQ rồi. Bây giờ tiếp tục đến phần này, bây giờ mình cắt cái cửa này. Đúng không? Một là mình vẽ model cả cửa ở đây. Được chưa? Hai là mình vẽ gì? Sau này mình slip ra cắt đấy. SL. Mình vẽ liền cho nó nhanh. Yên tâm đi, đến cái phần này là hai cái kia nó ngơ rồi. Được nha. Chưa đây. Online liên tục nha. Màn kia online. Làm này nó mất tập trung là nguy hiểm lắm đấy. Nha, tập trung nó sẽ rất là nhanh. Đấy đúng không? Và mình để mặt đứng. Front đầu tiên mình chọn cái này chiều cao này bao nhiêu? Bao nhiêu? Mét 8 không? 2 mét cả. Mình xem đây sẽ là bao nhiêu? Mét 8. Đấy nha. Cảm ơn cửa. Sao lại 4 mét mấy này? Chỉ có két nó mới bị quả như này. Những cái con số mà thôi. Con số không tưởng. Đây scan hình. Chỉ được scan in thôi. 18 này cách 50 rồi đến cái thanh kia đúng không? Ok. Có cái gì? Nha. Chọn này copy này lên 50. Chọn đối tượng copy bao nhiêu 50. Bên trên thằng thanh bên trên là bao nhiêu? 55 nữa. Được nha. Rồi ok, thì bây giờ mình vẽ một cái suốt bên trên này đúng không? Cái suốt bên trên này mình phải chọn nó về mặt bằng thì chọn switch, chọn mặt phẳng này, chọn đây mặt phẳng này mặt phẳng A
lớn này. Có mưa hột. Đây, thấy chưa? Phần bằng này đúng không? Bây giờ vào vào grid này, sweep này, xem mặt phẳng này, đúng rồi, mặt phẳng A này, ok này, nhà hình vần rất thạo này. Sketch part nhà đúng tim luôn đúng không? Tim làm sao khóa lại, nhưng mà cái suốt này bỏ cái đằng sau đi. Align chọn này, khóa lại, khóa lại này đúng không? Finish nhà nhìn bài này đi. Chọn thằng này, chọn ở đây edit profile tự vẽ hoặc là load profile, chọn select profile, chọn đây load profile, như là chọn vào chưa có profile đúng không? Rồi, để cho nó insert nha, import get, thế em trời in trực tiếp vào đây luôn. Đó. Không cần phải qua ai, không cần qua profile luôn. Được nha. Có được không? Được. Nha. Một khi ra đã tắt thì ra tắt cho mình. Tắt luôn nhé. Tắt luôn. Chiều cao nó đâu rồi? Nó không nhìn thấy đâu luôn, nó không đúng góc tạo độ rồi. Bây giờ muốn là thấy đúng, bây giờ phải chuyển sang can thiệp về đúng góc tạo độ rồi. Rồi tạo thôi bây giờ. Sướng. Sướng. Không phải mình chuyển mình làm vội thôi, chứ mình thường làm chuẩn chỉ thì mình cho nó vào. Bây giờ nó ở trên, nó ở dưới. Để đoán mò. Chẳng có trùng không á, như ông mới tưởng. Sợ nó trùng ấy. Như chỗ này này. Nét kem nó trùng ấy, nó trùng nhiều nét đấy. Và ra viết thì nó không nhận được kiểu này. Được nha. Hình như là nó có vấn đề về tỷ lệ. Được nha. À, không scan hình chữ gấp đôi thì mình lại scan lại. Này, cho nó 0.5. Mày xui dại anh. Năm nhăm rồi. Mình chưa can cho hết này à?
sợ nó nhỏ quá nó không xem bé lại đi. Đang treo trên bốn đấu nhỉ? Hả? Xóa đi, nó chỉ cần edit sketch này là load vào là được mà. Đúng không? Bình thường nó chỉ cần load vào là xong, đang treo trên bốn đấy đúng không? Ghét rồi đấy nhỉ, bắt đầu không ủng hộ đấy, family đấy không ủng hộ rồi. Này không thể tạo được. Chúng ta phải vào viewer này để biết được cái hả? Không có rồi đấy. Được rồi, chỉnh cái này sao? Chỉnh đường này á, cửa đi đường này đúng không? Mặt bằng cửa đi mở cánh thằng này trên mặt đứng là 130, thằng này là 140, có hai cái chân ở đây đúng không? Giờ làm cái chân cho nó trước đúng không? Chân thì vẽ thư viện nó là gì? Link model phụ kiện new family nha, chọn ở đây là phụ kiện của nó sẽ vẽ bằng drawing model này. Ok nha, cái gì không biết bất ở đâu cho vào đây. Left lên cao lên bao nhiêu, cao bao nhiêu 150, cao bao nhiêu thì tùy nha, về mặt bằng này nha. Bây giờ vẽ quan trọng đầu tiên, nó có một cái chân đế ở dưới này, cái đế này đế tròn đúng không, cái này này thì vẽ cái này bằng gì? Bằng tròn xoay, xong dùng khối vôi cắt nhanh nha nha, về mặt đứng đi nha. Import hả? Insert import cat, chọn thằng gì bản lề ở đâu, chân đi đâu, mm, ok, auto center, ok. Này mở về, ui chuẩn đấy nhỉ, hay là sao chân này nó khớp nhỉ? Ông này ông này ông ấy mua ở đây xuống nhưng mà không mua phụ kiện đúng không,
bản thân là tôi làm vệ sinh này, nó cái chân inox này phụ kiện nó cao đúng 150 rồi. Đây, chọn này. Cần mình nhỉ. Và Chris chọn là Revo đúng không? Chúng ta cần gì sao phải làm này nó pick đúng không? Bây giờ hiệu tỉnh đấy. Được. Pick chim à? Chim chờ nặng. Lên đấy. Đấy đúng không? Cho xoay này là nó khép giữa mất. Hiệu quả là thông minh. Rất là hiệu quả. Rồi em xin like. Mẹ cho nó mùi gì? Chụp lại chứ. Em xin lỗi các bạn là em vẽ két bật két không lệch. Nó không cho xoay. Chắc mình không đổi để đối xứng. Đúng không? Két là gì ạ? Rồi, cái này nó lại ký không sao. Đấy nha. Vào đây, chọn lại cái chút. Đúng không? Cái chút dương này nó gọi. Mình không quan trọng cái vấn đề này đúng không? Để cả là vuông. Nha. Đấy nha. Nhìn nó ra phụ kiện chưa? Hả? Như thật à? Bỏ cái gì? Không bỏ được. Làm cái lần sweep chạy quay ngay. Đúng, đúng đấy. Không phải vì khi nó bắt thằng này vào nó có cái vít. Mấy vít hai bên này. Ai nghĩ bậy. Mày nghĩ vậy. Chỉ nghĩ thôi. Phụ kiện này anh nghĩ thôi anh. Không. Này. Nhà. Dùng thôi. Nhà mặt bằng này. Thì những cái phụ kiện này thì mọi người phải lắp vào các vị trí. Xoay ra ấn phím cách. Ấn phím cách. Hả? Nha. Thì chúng ta vẽ nhảy ấy, thì chúng ta đã thấy ở đây vấn đề là cái này nó có khớp với cái này hay không, thì đấy điều quan trọng. Chúng ta làm 12 thì chứng tỏ cái phụ kiện này rất chuẩn, vì các mọi người thường scan tất cả các cái cửa mới là phần to phần lớn, nhưng mà những phụ kiện thì không scan được vì nó bỏ lốc rồi đúng không, nên là phụ kiện này nó vẫn là chuẩn như bản cái két đấy đúng không. Cái két là hay thường gặp cái trường hợp như này đây, chuẩn luôn đúng không. Dày 12 này. Dày 30 cơ. Đúng không? Thì bây giờ các bạn mới thấy là kép thì nó mới lộ ra những cái điểm yếu, mà thực ra làm thiết kế chúng ta phải làm đến mức độ như thế này. Nếu mà thực sự nó khớp ấy, làm mày thì sếp rất tự tin nói một câu là bên tôi vẽ là cũng chuẩn. Nhưng thực ra trong cái vít nó vẫn có phần trình đơn là vẽ ẩu. Được nhá, vẽ quả vẫn ok mà.
đây bao nhiêu đây, không có chân tim à? Để cái này nó sẽ có catalog đúng không, 140 nhưng mà thực tế đang là 70 được nha, mình không cho 70 cho hẳn 80 nó đẹp được nha. Bên này cũng để như thế, cho cửa là chia giữa ra là cửa 730, cửa to quá, cửa 700 600 đã là to rồi. Bây giờ đeo cái túi cho bao nhiêu? 650 đi, 700 to lắm, trông thế thôi. Tám trăm liên quan đến cái chi bẹt bên trong, cái chi bẹt bên trong nó mở nó đập luôn vào cái thành chi bẹt đấy. Càng bé thì nó đi lách lách vào người chết. Bây giờ đang bảo 450 này thì chết. Đây này. Một quang này mình mới để 700 bao nhiêu ấy. Đó thế nào? Tổng dài 4 mét à? Mẹ xem nó lỗi đâu. L 4000. Mà mấy ông phụ kiện này đúng không? Khóa lại luôn cho nó chết. Rồi khóa lại, đầu tiên là phải online thằng này với thằng này, khóa lại nó đã, rồi mới khóa thằng này, hiểu không? Nếu nó đi xô sau này nó rộng ra 1,5 mét thì sao nha. Đây, chọn thằng này là L. Đấy, chiều rộng đúng không? Không nhảy đấy, nó không ủng hộ ấy. Thức nhỉ? Ủng hộ liên tục mày. Chết. Phải để hiểu. 700 đúng nha. Này 700 là đẹp rồi. Hôm nay 80 thì để hôm nay 75 đi. Cho nó ở giữa đúng không? Cái quy gì đây? Cái quy đó. Ừ. Đấy. Cái quy khóa lại. Như là cũng là nó ở khoảng giữa đấy đúng không? Không hề đơn giản đúng không? Hả?
đường đây. Kép lại nhanh hơn mà. Nó có file có sẵn, nếu mà tính dựng từ đầu thì kép chưa chắc là sẽ nhanh hơn. Nếu mà kiểu solo ấy, với cả phụ kiện với tần 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 thì bổ chi tiết ra là chưa chắc là nhanh hơn. Nha, này. Nha. Và bây giờ mình sẽ làm sao? Làm một cái cánh vào đây, đúng không? Nhớ phải online này lại nhé. Nhầm mặt phẳng rồi. Nhưng mà không sao. Lúc mà mình vẫn đang ở cái mặt phẳng trên đấy là có số A 50 luôn. Hả? Hả? Là do này nó to. Không ưng rồi. Chốt vào bên này. Bên này là có kéo thôi. Không thì mình chốt vào bên, mình mở khóa bên này ra. Mình khóa bên này lại. Nha. Bên này mình. Để bên nào.
bên này chốt đi, thì mở này ra, thằng này nó dày lên dày nó thì nó dễ thì nó mở vào cánh đúng không? Đấy, tương tự như vậy. Giờ này vẽ web lên nữa tiếp đi. Đây. Nè. Hả? Có cái này thì có được. Ừ. Nhưng mà nó vẫn phải có web lên. Thầy bỏ cái kia rồi, bỏ cái đi tim này. Đấy, còn cái đi này thì không khóa. Không khóa. Có nghĩa là cái bây giờ mình chọn này, mình mở khóa này ra. À. Hết ra mà nhờ hết là mình không khóa rồi. Đây phải online cái này vào đây nhá, thì để lúc mình có khéo nó dễ. Là một nửa thôi. Đúng không? Thì bây giờ chỗ này 150 thì mình chỉ cần đi ngày này sang này là 150 đúng không? Đi sang này. Đi sang này. Được không? Muốn tách thằng này ra được không? Muốn xóa này. Muốn xóa cái đi mà đi được không? Đúng không? Muốn xóa cái đi mà đi kiểu gì? Đó. Ấn tab này. Chọn này. Đó nha. Ấn delete đi. Để chúng luôn này đúng không? Thì cái này mình cũng phải cho đây là chiều rộng cửa đúng không? À, tham biến đây thì sau này mình nhập cái tham biến chiều rộng cửa này là 600 đấy, thấy không? 700 đấy, giữ bên con bên em khóa rồi đi nhá. Giờ hai cái chân này làm sao mirror nó sang. Nhờ đầu tiên là phải cho nó nằm chạy trên cái mặt phẳng này hả? Đúng không? Cho nó lại để chiều rộng nó có nhảy thì làm sao? Rồi. Cũng nhảy. Được chưa? Được chưa? Này vào đây này, thử nghiệm. Mất thời gian chết đi. Được chưa? Này, rộng ra chưa? Chọn 50. À. Đấy. Được chưa? Không, cái kia mình chưa thử. Được rồi. Được rồi đấy. Được chưa? Còn cái bên này tương tự nhá. Được chưa? Mọi người mirror sang được chưa? Tôi chỉ lốt cái này vào thôi đúng không? L. Nhưng quan trọng bây giờ bọn mình ta chưa có chiều cao. Đúng không? Chỉ có chiều cao nên chúng ta phải làm đủ các thông số. Làm cái món này nó cũng vui vui mà. Vui. Vui. Nha. Cái này thì làm sao?
Chốt rồi, phụ kiện rồi, còn cái khoảng cách này mới cần tham biến này. Đúng chưa? Không thì chúng ta có một cái là tổng thể. Có cần thiết tổng thể không? Nếu mà cái tổng ấy thì nó sẽ phải còn một cái tham biến, còn lại là tham biến vertical, là tham biến còn lại, phần còn lại, đúng không? Ví dụ như là rồi phần lại, và ví dụ mình chọn đây là h thì thằng này sẽ là h1, này h2 thì thằng này sẽ là phần còn lại, là thừa bao nhiêu thì nó trừ đi, đúng không? Các bạn thích đặt kiểu gì? Tổng h, h lớn, đúng không? Thằng này h1, đúng không? Thằng này h2 được không? Còn nó còn lại phần cánh, đúng không? Rồi lấy phần cánh đi, còn lại thừa lại khe này bao nhiêu thì kệ nó, h2 đúng không? Còn đâu còn lại phần phụ kiện này, h3 được không? Thì tí nó này tăng lên mà, cái này kéo lên mà. Đấy, thì là h sẽ bằng gì? H1 cộng h2 nha, cộng h3 cộng gì nữa? 550 cộng thêm phụ kiện nữa. Bên trên đây là 50 này. Thế bây giờ thử nhập vào thằng H1 này xem là 200 này. Đấy, tổng này đấy. Hiểu chưa? Nó còn phần vertical này, nó còn có cái khoảng này nó hở đi. Nếu mà ông đặt cái H4 nữa thì thôi. Đây, chọn này, load family vào đây. Đâu đây? Trong này nó có family 1 rồi. Mình là cá cho đấy. À, ý nghĩ là gì? Rồi. Hàng về rồi. Giờ mấy cái tường này không chơi, đúng không? Ngày đầu chúng ta còn vẽ ngày cũng không sao, đây là tính cách là lật bên rồi nha. Nha, chép khoảng cách này là bao nhiêu? Anh đi qua trước. Mày mê cái gì? 3840. Nhớ sao cái này nó lại rộng thế nhỉ? Vua nào mày thiên đá bố chân vào. Tí anh sẽ nghe mày được chưa? Đây nha, đấy phụ kiện cũng biết đây nha. Còn nếu mà thích làm nữa thì mình làm với ký hiệu cánh mở bằng symbol line hôm trước mình bảo rồi, đúng không? Còn cái vách vách đứng này thì chúng ta phải làm kiểu khác nhé. Hả? Nè,
đấy, nhìn như thật đấy nhỉ. Làm cái phụ kiện, làm cái tay nó mà nữa, tay nắm mà nữa, cái móc của nào đấy, cái móc xong mình lại làm cái bếp len ngang qua cái tay nắm đấy, mình sẽ chỉnh được cái chiều cao của tay nắm đấy. Chọn bếp sáu. Bây giờ đây với mới đây thì mở cửa ra, mở cái trên được không sao, được chưa? Đây là một kiểu. Còn tôi muốn bảo mọi người nữa là cái này, cái này bạn vẽ như này. Còn ví dụ như cái này thì bạn vẽ như nào? Cái này tôi sẽ vậy giờ bảo các bạn là chúng ta sẽ vẽ bằng pick hot, tức là sau này tôi chỉ cần pick ở tường là được, cứ pick ở tường, pick ở tường thì mình chỉ cần làm cái này riêng biệt thì nó sẽ linh động hơn. Sau là mình vẽ trên mặt bằng, mình đi MQ phát là xong. Đang làm mình phải đi bản chi tiết đấy thì tội gì mình phải làm bằng array làm gì, đúng không? Thì mình sẽ linh động hơn mà. Một nguyên một cái này thôi, mọi người hiểu không nhỉ? Đấy thì bây giờ cái này nó là một kẹp này có vẽ nhỉ, 700 450 thôi, được chưa? 700 ôm quả hôm đấy lâu uống hết một ca cống cống nó mở to. Đây chúng ta phải chọn đây new family Chiến với cả Phương nghe em hiểu không? Ừ, hơi hơi à. Mới trước nghe thì chắc là đi là chắc là hiểu. Thì bảo dạy như này thì học nó còn như thế này còn chưa làm được, bây giờ vừa rồi cái kia thì hơi cao, hơi căng nhỉ. À. Ở đây mình sẽ chọn ở đây là gì? Nếu mà nó liên quan đến phần tường ấy thì chúng ta phải chọn ở đây là generic word, model word, ok, word bay. Nha. Đầu tiên, place mình sai là mặt gì? Mặt ngoài, mặt trước. Chúng ta sẽ nhìn đây, ví dụ ra thay thế đây. Đầu tiên nhá, phải thử nhá. Vào family đầu tiên là phải thử trước đã, đừng có vội vàng mà. Đấy nhá, ok. Các bạn có thấy không? Thì ở dưới đây các bạn có thấy ấn tab này, các bạn có thấy cái grab plan này. Đây này, mặt back này. Thấy không? Đây này nó đang đi sát với cái tường này bằng không. Có nghĩa là nó đi với cái tường này, sau này cái tường này có thay đổi thì cái mặt phẳng này làm sao? Thay đổi theo. Thì đây đang là mặt back, còn đây đang là gì? Wall là center. Thế nhưng còn một cái mặt nữa là mặt đằng trước này, mặt placement này. À. Đây chính là cái mặt bách, đây mặt bách đây nữa. À không, tức là cái mặt front đấy. Được chưa? Đây. Thì bây giờ chúng ta muốn làm này. Bây giờ đầu tiên cái bách này tôi phải vẽ một cái bách đứng này đúng không? Thì đầu tiên ta phải chọn cái chiều cao nó chưa? Nhá. Luôn luôn chúng ta phải để ý chiều cao. Không đến lúc chúng ta lại quên mất. Được chưa? Chiều cao này là bao nhiêu? Đây. Thành 350 cho đây 350 vì cái kích thước đi nó scan lên mà. Đúng không? Đây là scanning. Đây tôi mới vô đây. Ở trên yeah. Công này 400 nốt 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 lại cái này, bỏ là cái file này là file vẽ chuẩn nhất luôn, chưa được rồi Tuấn của mang xuống dưới này đúng không? Mình văn nốt lại nha, gọi là đấy, gọi là khi bảo cứ triển khai thi công cho đúng con này được nha. Trên đấy cải kinh này, chọn này chọn lại ấy chút đúng không, ấy chút theo về gì nếu mà các bạn làm mặt mặt bên mặt lép các bạn dùng lệnh ấy chút như này thì sẽ rất là nhanh. Nhưng mà các bạn, nhưng mà đến lúc mà các bạn dùng cái grab plan để các bạn đi một team ấy
thì các bạn này phải lấy một mặt phẳng là grab lên, hoặc là các bạn phải vẽ hai grab lên ở giữa, có nghĩa là chúng ta phải vẽ cái này ở giữa thì sau này chúng ta đim nó mới đim được vào tim, không chúng ta toàn phải đim vào cạnh thôi. Đúng chưa? Đây này. Này, đây đầu tiên phải đim này á. EQ á. Nhà bất chấp cái gì thì chỗ này chúng ta có phải EQ á. Nhà xong rồi chúng ta đim một cái tổng. Là chính là cái bề dày của gì? Của tầm mấy chút đấy. Được nha. Xong rồi về mặt lép đấy. Giờ vẽ mặt trước này đúng không? Thì post vào nó vẽ phải nhanh nhỉ. Grid ấy chút. Hai trăm năm mươi à? 250. Này 350 à? Này bao nhiêu? Không chắc ăn đâu. Tỷ lệ tôi đang để 1m2. Tấn 804 không phải lẻ két đấy. Đồ. Đây của Thành đây. Ở lại à? Liên chuyên từ từ nhìn đây này, đi với khoảng cách này là 600. Nha, khóa lại nha. Cái này thì fix luôn, nhưng thì đi này là 400 này. Đấy nhá, còn thích thay đổi thông số thì vẽ một cái ref lên này nữa. Cao hay kéo hay lên? Đấy, chéo nào? Cái này khó lắm. Khó là Trần Dương rồi. Được nhá. Mày chắc là xuất thân từ kiến trúc sư vệ sinh đúng không? Mà bằng em đấy đúng không? À, parameter đây là gì? Tiếp cần gì phải test chất thì làm sao phải test làm sao hát một
nha. Test này. H1 cao bao nhiêu? 450. 450. Kia cao bao nhiêu? 1m2. Đây này. Thấy không? Cho 1m6 đi. Đấy chưa, đây. Đấy chưa? Rồi, đây đây. Đấy chưa? Chuẩn chưa? Bây giờ vẽ thêm mấy bu lông mắc vít đây nữa. Này nó có hai cái đúng không, vẽ luôn cho hai cái bù lông gốc vít ở đây. Một trăm năm mươi nha. Không, cái này nó tự co giãn mà sau này nó lớn lên thì cái thằng này phải fix đây, thằng này mới là thằng fix này, hiểu không? Để vẽ cái mô lông ốc vít đây đúng không? Thì bây giờ vẽ bằng cái gì? Nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ đi. Ba đi đi, ba đi đi, hai thằng nghĩ đi, hai thằng vẽ nhiều rồi nghĩ đi. Này, hỏi hỏi đến phát rồi, hỏi phát được ngồi yên luôn. Lần thôi. Đây đây đây, cái nghe này, nó lấy nghe này, lấy chốt theo đường nào. Dựng theo bên ngoài, ấy chút vào. Chắc chắn không? Ai đang rất nguy hiểm nhưng mà thực ra nó vẽ có thể phụ kiện thì được, người ta vẽ ngoài nó luôn đốt vào, nhưng mà những cái này nó nhỏ quá thì mình vẽ luôn trực tiếp vào đây được nha. Cứ đây ấy chút đây, nhìn đây mấy mấy lý nhỉ? Bao nhiêu? Đây mày ghép tôi đấy. Nào nó vít tay vào cái nó gãy. Lắc mông rồi. Từ từ đã. Hả? Không, không có giờ. Ai mẹ đi bò đò cái gốc vít bao giờ? Này, ông nói chuyện. Đúng không? Nhìn cái biết là vít đẹp. Này đúng không? Hả? Thích luôn. 20 nhầm thôi. Thích luôn, đúng không? Cần một đêm thôi, hiểu nhá. Nhưng mà online lại khóa một đêm là ok, hiểu không? Sau này ví dụ cầm này kéo kéo lên đấy, xem nào, ok, được nhá. Nên là nhảy rồi. Tiếp tục, này sao? Cong lên à? Khó đấy.
copy rồi bỏ function khá mặt phẳng. Tôi like hai hàng này chứ. Rồi mới đi. Rồi mới làm sao? Quá. Nha. Không hơi like vào cái mặt của cái tấm này rồi. Bây giờ hơi like, bây giờ tính chiều rộng biết nhau, biết nhau này 50. Đấy. Đấy không? Thành tường ngay. Đúng không? 12. Đúng không? Ừ, đồ S6 mua là mua bít thì phải hết. Ừ. Đấy. Đấy nha, ngày 300. Ừ. Đấy, đấy nha. Thì mua là mua bít thì cứ vẽ ở đây. Đấy nha, tôi vẽ cho bạn con bít đi nhé. Ừ. Em diễn xong quá. Đây là gì? Nha đây, đặt đây, ấn chuyển kênh này, đặt vào xong, đây này không? Đây này, sau chúng ta dùng lệnh FV đi một phát tự chia, có thể nó là 700, có thể là 730 hay 720, nó sẽ linh động hơn cái việc là chúng ta làm một cái module. Tôi làm này tôi biết, vì trên thực tế người ta không phải lúc nào nó cũng chẵn là như thế đâu, chia vì nó muốn là nó cũng chia cho nó khoảng cho nó vừa. Không nhỏ hơn 700 là được. Đấy. Đang tìm cách rồi. Được chưa? Đấy. Xong cái vách vệ sinh chưa? Xong vệ sinh. Nha. Đấy, bây giờ các bạn cần thiết thì tôi vẽ cho cái phần ốc vít, đặt vật liệu vào. Hả? Thiếu con vít. Đâu, trong này phải bắn hai vít này và hai vít này. Nhưng mà thường thì nó chỉ bắn hai vít này và một vít này thôi. Bắn chéo một phát. Nhưng mà thường thì chỗ này chỉ bắn một bit thôi. Vì bên trên này nó một bit nó giữ ở đây rồi. Quan trọng nó sợ nở tường thôi. Giật thôi. Nhưng mà đúng quy chuẩn là bắt hết. Nhưng Việt Nam mình thường thì nhiều cái người ta cứ nghĩ nó quá chắc rồi. Cái này chỉ cần bắt một bit thôi. Nhưng thực tế là phải 4 bit. Thế bây giờ theo Hưng với cả Hiệu thì vẽ một con bit là như nào nhỉ? Bằng lệnh gì nhỉ? Bây giờ vẽ một con vít thì vẽ một bằng lệnh gì? Nó phải có gen, nó phải xoáy này cơ. Vẽ xong rồi hỏi gì? Hỏi đơn giản đâu. Nghĩ đi. Hả? Con vít theo kiểu ấy chốt như kiểu là đạn gì không chấp. Đi. Nhưng sau này nó lại có cái đèn như kiểu cái đèn đèn Philips ấy, cái đèn nó cũng bằng là phần xoáy như chân ấy. Mẹ như nào? Rồi đấy, nó lại chạy theo đường xuống này. Thế nó mới khó đấy chứ. À,
hai hai thằng về nghĩ đi nhá. Family thì học hết rồi, bây giờ chỉ còn mỗi cách tạo hình thôi. Xong xong